Vâng, tiếp theo đến cuốn video này chúng ta giao lưu với anh Nguyễn Duy An, xã Hữu Bằng, Thạch Thất, Hà Nội. Tác phẩm thứ 71 với báo giá là 1.600.000. Đó là cây sam trái. Một cây sam trái dáng huyền. Bây giờ cái này thì anh đo thế nào? Nó không biết đo thế nào gì. Bút là cắm vào rồi. Đây là biết cái form cao của nó vậy. Ôi trời, anh đặt lên bàn tay là người ta biết rồi. À đúng rồi. Bút để làm cái gì? Đúng rồi. Thế thôi mà cái bút, một cây bonsai mini rất nhẹ nhàng. Vâng. Bây giờ anh đặt xuống đi để tôi lấy cái cận cảnh các phía. Rồi, bác quay đi. Những cây nhỏ người ta chỉ cần đặt lên bàn tay khách người ta cảm nhận được rồi. Mà nó còn sinh động hơn, anh đo, anh căng thước để làm cái gì cái cây này. Đấy, cây dáng huyền cũng... Nói chung chơi những dòng sam này lá nó nhỏ và hai nữa là nó khỏe cây lắm, dễ chăm. Chịu hạn tốt. Đó. Cây có cái nét già rất là tốt đây. Vâng, báo giá là 1.600.000. Rồi, anh chuyển cây khác hộ. Cây số 72, đó là cây mai chiếu thủy. Với báo giá là 800.000. Rồi, bác anh quay đi. Quay. Rồi, ok, chuyển cây khác nhá. Vâng, chúng ta đến với cây hồng ngọc mai. Cây số 73 với báo giá là 1.200.000. Rồi, đặt xuống để quay đi. 1.200.000 cây này. Rồi, anh quay hộ tôi. Rồi, chuyển cây khác nhá. Ok. À, còn mất tiền ship. Vâng, tiếp theo cây trang màu đỏ hay vàng anh? Màu vàng bác ạ. Cây trang đỏ, à, vàng à? Vâng. Vâng. À, cây số 74 với giá báo là 800.000. Rồi bác quay đi, quay để cái gốc nó ra ngoài này, tôi soi cái gốc. Rồi nhá, đứng yên. Gốc này chính là gốc trong này lớn lắm ấy. Gốc và rễ này. Vâng, nó trải ra này rất nhiều ạ. Được rồi. Rồi, chuyển tiếp cây số 75 đi. Vâng, cây số 75
với báo giá là 800 ngàn. Đây là cây gỗ chắc. Nguyên bản từ gốc đưa lên nó gồm hai thân, nhưng một thân đã bị lũa hoàn toàn. Chỉ còn cái phần gỗ để phụ họa cho đẹp. Còn thân chính bây giờ đang sử dụng, đang chơi ấy, thì một nhánh cũng bị lũa. Còn một nhánh vươn được lên, tạo thành cái dáng bonsai. Trông cũng rất là nghệ thuật. Anh quay đi, quay từ từ cái. Quay hướng nào cũng được mà, cứ quay đi. Vâng, nói đến gỗ chắc thì cái chất gỗ chúng ta biết rồi, nó rất là bền. Gỗ chắc thì cứng lắm, cứng kinh khủng khiếp. Rồi, đây rồi, thế nhá. Vâng, cây 75 giá 800 là cây gỗ chắc. Rồi anh chuyển cây khác đi. Vâng, tiếp đến cây số 76. Cũng là một cây sam. Cây này là sam gì anh? Sam bông bác ạ. Sam bông à? Vâng. Vâng. Tôn trọng anh giới thiệu của anh là chúng ta cứ là sam bông đi. Với giá báo là 1.200.000. Được rồi, tiếp đến chúng ta quan sát cái cận cảnh nha, của một cây sam bông. Anh quay đi. Vâng, đấy, rất đẹp. Anh dừng lại nhé. Chúng ta thấy có cái bông này của cây sam đấy. Đấy, cái bông này. Anh quay tiếp để sang cái phía bên kia cho nó ở cái mặt phải cái, xong rồi dừng. Cây số 76, cây sam bông, 1.200.000. Ok, rồi đây, chuyển cây khác đi. Vâng, tiếp theo là số 77. Một cây xanh được báo giá là 1.300.000. Cây xanh nam bông. Có cái đường thân co cũng rất là hay đấy. Rồi, bác quay đi. Rồi, cây 77 xong rồi, chuyển tiếp anh nha. Tiếp lúa bác này. Vâng, tiếp theo là cây số 78 với báo giá là 1.100.000. Đó là cây sam hương. Cây sam hương nghệ nhân đã ghép lũa, ôm lấy thân cây, tạo nên một cái dáng vóc rất là đậm đà. Anh quay đi.
Rồi, xong cây 78 rồi, chúng ta chuyển tiếp. Vâng, tiếp theo một cây hồng ngọc mai được đặt trên một viên đá thấm thủy. Với giá báo là 1.200.000. Cây số 79. Viên đá rồi nhé. Cao 40-50 đi. Rồi bây giờ anh quay đi, quay hộ. Được rồi anh ơi, chuyển cái khác nhé. Vâng, chúng ta tiếp đến cây số 80 được báo giá là 2.500.000. Đó là một cây linh sam thân lũa với cái dáng siêu rất tuyệt vời. Rồi, anh quay đi. Vâng, lũa này là lũa zin nha các bác nha, chứ không phải lũa ghép. Rồi, đây rồi anh ơi. Vâng, cây số 81 anh Duy An giới thiệu với chúng ta một cây trang đỏ có kích thước lớn. Tôi không đưa thể vào mâm xoay, tôi quay tại chỗ đây. Là một cây trang hai thân. Cây này được báo giá là 4.500.000. Cây lại cho chị bán trong vòng 50 cây đổ lại, cháu không bán được xa. Vâng, anh đo chiều cao từ mặt chậu lên đến đỉnh. 1m25. 1m25 phải. Vâng. Rồi, ngang tàn. Vâng, 1m1. Rồi. Nhờ đại khái. Cây trang đỏ báo giá là 4.500.000. Bán trong vòng 50 cây đủ lại. Hơn này của nó là 12. Bao nhiêu? 12. 12 là 4. Rồi rồi rồi, đường kính của một nhánh là 4. 4 cm. Còn anh thử 30. Cộng cả gốc là 30 vào, đường kính 10. Chậu rất đẹp rồi, đúng không? Vâng. 4.500.000. Ok, chuyển sang cây số 82 đi. 82. Vâng, đến cây số 82 anh Duy An lại giao tin lưu với chúng ta 7 triệu báo giá một cây trang đỏ. Cây này cốt cây rất là già và bệ tương đối to, nhưng mà chiều cao thì lại là có 40 cm thôi. Khoanh là 23. Được rồi, 23 là đi gần 8 cm. Nhưng mà cái mi của nó thì cổ bệ đẹp quá nhỉ. Cháu thử miệng đều cái qua cái mi xem. Rồi, 40.
còn bị đế thì nó khờ. Bắn nó chỉ có đi một vòng nha, mới ướt tí. Vâng, đây là phía ngược lại. Vâng, tiếp theo cây 83 là cây sam bông. Cây sam bông dáng siêu, nhìn cái dáng cũng bay đấy. Được báo giá là 1.100.000. Thôi, đây rồi, dừng lại anh ơi. Rồi, ta chuyển đến cây 84 đi. Vâng, cây số 84 đó là cây mai chiếu thủy. Cây này để vào cái chậu này hợp quá nhỉ, quá đẹp luôn. Cây này anh báo giá là 5 triệu. Vâng, để cái chậu này quá hợp đấy. Đang quay mà còn chỉnh cái gì nữa. Chắc là muốn quay cái dầm của nó, cái dầm của nó màu quá. Rồi bác dừng lại đi. Anh lại quay tiếp một nửa vòng để quay lại trở lại cái mặt trước lúc nãy này. Rồi. Chuyển cây khác nhá. Cây 80 nhầm lắm. Vâng, tiếp theo là một cây cây si với số là 85. Đây cũng chính là cây cuối cùng để tôi kết thúc 3 cuốn video trong buổi ngày hôm nay đến chia sẻ với vườn cảnh anh Nguyễn Duy An ở xã Hữu Bằng, Thạch Thất, thành phố Hà Nội. Một cây si có thân bệ cốt rất là đẹp. Một cái tàn rất là tuyệt vời đây. Hiện tại giờ đã vặt hết răm, hết lá để chơi phô răm. Đẹp quá. Đúng là như bonsai Nhật Bản luôn. Cây này thì tôi được biết là anh Duy An không báo giá. Mà nếu mà bạn nào yêu thích thì alo đến số điện thoại của Duy An trên màn hình. Anh Duy An sẽ cho biết giá giao lưu như thế nào. Và đây cũng là tác phẩm tôi xin kết thúc buổi chia sẻ ngày hôm nay. Hẹn với các bạn một dịp khác chúng ta cùng nhau giao lưu tiếp tục với vườn ảnh Nguyễn Duy An. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi, luôn đồng hành cùng với Hương Sắc Đỗ Sinh. Xin chào và hẹn gặp lại.